Quý vị và các bạn thân mến, một làn da trắng sáng, săn chắc và không nếp nhăn là mong muốn của tất cả phụ nữ. Nhưng làm thế nào để có được những vẻ đẹp ấy? Thẩm mỹ Bích Nguyệt Luxury số 7C Lê Đại Hành Hà Nội đang áp dụng rất thành công một công nghệ đỉnh cao trên thế giới hiện nay mang tên Thermat sẽ là câu trả lời hoàn hảo nhất giúp bạn lấy lại được làn da săn chắc và mịn màng. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu về công nghệ này nhé! Làm thế nào để tìm lại sự săn chắc và căng mịn cho làn da? Thẩm mỹ Bích Nguyệt Luxury 7C Lê Đại Hành Hà Nội chuyên cung cấp các giải pháp thẩm mỹ không cần phẫu thuật, thường xuyên cập nhật những công nghệ nổi tiếng trên thế giới. Đặc biệt, đây là thẩm mỹ duy nhất được chuyển giao thành công. Công nghệ trẻ hóa da Thermat của Mỹ phiên bản mới nhất 2013 sẽ giúp bạn hoàn thiện nhan sắc với một làn da săn chắc, căng mịn và tràn đầy sức sống. Thermat có tác dụng làm săn chắc da, xóa nhăn và tạo đường nét trẻ trung cho cơ thể. Thông qua tác động bằng năng lượng sóng RF, tác động trực tiếp vào da sẽ làm các sợi collagen già cỗi và trùng nhão co lại, đồng thời kích thích da sản sinh một lượng lớn collagen mới. Từ đó, làn da sẽ trở nên săn chắc, mịn màng và ngày càng được cải thiện qua cơ chế sản sinh collagen mới hàng ngày. Kết quả chỉ sau một lần điều trị duy nhất, các đường nét được tái tạo, các nếp nhăn mờ hẳn đi, trả lại sự trẻ trung cho khuôn mặt của bạn. Do cái tính chất đặc thù công việc của Thu Hương ấy là thường phải đi quay thì đứng ở ngoài trời này, và đồng thời là theo cả cái sự lớn dần của tuổi tác, thế cho nên là giai đoạn này thì quả thật là Thu Hương thấy cái làn da của mình bắt đầu bị lão hóa. Thế nhưng mà được bạn bè giới thiệu thì Hương đã đến với thẩm mỹ Bích Nguyệt Luxury. Các bạn ở đây đã giới thiệu Hương một cái công nghệ, đó là công nghệ Thermat. Sau một lần trị liệu duy nhất thì Hương đã thấy làn da của mình được cải thiện rất là rõ rệt. Da mặt của Hương là nó căng ra này, Hương cảm thấy tự tin hơn khi mà đứng trước mặt công chúng. Một điều đặc biệt với Thermat có thể ứng dụng với tất cả các loại da, đặc biệt không cần phẫu thuật, không để lại sẹo, hiệu quả rõ rệt, tăng dần theo thời gian và duy trì lâu dài mà chỉ cần một liệu trình điều trị duy nhất, làn da sẽ trẻ lại từ bên trong do sự tăng sinh collagen mạnh mẽ. Kỷ niệm tròn 8 năm sinh nhật, Trung tâm Thẩm mỹ Công nghệ cao Bích Nguyệt tri ân khách hàng giảm giá từ 10 tới 50% cho tất cả các dịch vụ. Chỉ với một lần điều trị duy nhất, công nghệ Thermat sẽ mang lại cho bạn một gương mặt thon gọn đến bất ngờ. Vậy còn chần chờ gì nữa? Quý vị hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo địa chỉ Thẩm mỹ Bích Nguyệt Luxury số 7C Lê Đại Hành Hà Nội, hotline 043 99 11658 hoặc 043 974 9485 để được tư vấn trực tiếp về công nghệ làm đẹp đỉnh cao này. Trung tâm Thẩm mỹ Công nghệ cao Bích Nguyệt, địa chỉ 1, Bích Nguyệt Spa, 57 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. Địa chỉ 2, Bích Nguyệt Luxury, số 7C Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline 0936 415454.